Sẽ khai thác những cái nét mới gì của anh Thái Hòa trong cái những cái dạng vai như thế? Xin lắm. cái phim này là nó mình đóng phim này không phải là phim điện ảnh, nó truyền hình. Thì trong cái thời điểm này mình thích tham gia cái phim truyền hình là vì cái thời gian để mình được sống trong nhân vật nó lâu hơn, nó có cái nhiều cái điểm thú vị hơn cho mình. Thì đó là trong cái thời gian này. Thì những cái dạng vai này thì cái vai mogul này không phải là cái nhân vật khù khờ, chỉ là chân chất, chân thật, chứ nó không phải là cái vai khù khờ. Mình cũng không có lo lắm về cái chuyện là nó sẽ giống với vai nào, tại vì bản thân mỗi cái vai nó đều có cái sự sức sống riêng của nó rồi. Còn cái chuyện anh Điền khai thác như thế nào anh Điền nói chuyện bóng. Đối với Thế Hòa thì anh em biết nhau từ cái thời sinh viên trong trường, và Điền với Thế Hòa làm rất nhiều phim. Đó cũng là một cái nỗi lo rất lớn đối với Phương Điền khi mà mời Thế Hòa. Mình cứ sợ là mình sẽ lặp lại cái này, lặp lại cái kia. Nhưng thực ra cái đó cũng là bằng thừa thôi. Hòa là một người diễn viên diễn rất giỏi và rất là chịu nghiên cứu kịch bản. Thì thậm chí nếu mà có đưa một kịch bản mà nó không phải hoàn chỉnh, không phải thuyết phục được Thế Hòa, dễ gì Thế Hòa nhận lời. Và đó là điều mình nghĩ rằng Thế Hòa sẽ còn kỹ hơn mình rất trăm lần khi đón nhận một cái vai nào. Ở trong phim này thì rõ ràng nó không phải là một vai của Thế Hòa từng diễn Cha Rơi, cũng nói về tình mẫu tử. Bây giờ lại lên thêm một cái phim là Mẹ Rơm này, thì cái người lo nhất là anh Phương Điền sẽ lặp lại như thế nào đó. Nhưng không, các bạn yên tâm đi, Thái Hòa phát lên mình một ngô gù. Mình không ngờ rằng Thái Hòa là có thể nghĩ ra cách diễn như vậy. Tại đối với mình, diễn viên, khi họ thổi câu đầu tiên là mình biết họ nắm được nhân vật hay không, hoặc là họ vô vai được hay không. Rõ ràng, ngoài cái hình thể xù xì của Thái Hòa thì Thái Hòa lại có một giọng nói khác lạ tất cả khi mà thể hiện nhân vật. Mỗi cái chấm ngắt ngứ câu, ánh mắt cũng hoàn toàn lạ. Nên khi các bạn xem tất cả những cái demo hồi nãy, thì siêu một cái số cây nhỏ thôi, nhưng rõ ràng bao nhiêu tâm trạng thì ở ái ố tất cả mọi cái nó đều khác lạ với Thế Hòa từ xưa giờ. Đó là điều mà Điền dám khẳng định rằng Thế Hòa không giống như những nhân vật khác mà đã từng làm qua. Cái bộ phim Bão Ngầm khá là thành công, thì Cao Thế Hà lại có duyên đóng Mẹ Rơm. Thì tôi không biết rằng là khi mà tôi xem qua những cái trích đoạn thì tôi thấy có thể là vai của Cao Thái Hà có thể là một cái vai
Dạ, giống như là cũng đanh đá, cũng chanh chua trên màn ảnh, thì tôi không biết rằng là có đúng không, thì Hà có thể chia sẻ thêm về cái dạng vai này đối với mình, và cái đặc biệt rằng là Hà có thể chia sẻ về cái áp lực mà vượt qua được những cái bóng của những cái vai diễn trước đây của mình để mà vào một cái vai diễn mới trong một cái bộ phim này. Và câu thứ hai thì tôi muốn dành cho diễn viên Ngọc Lan. Thì tôi có xem qua trailer và có đọc qua thông cáo báo chí, thì tôi thấy là hình tượng mà chị Ngọc Lan đóng trong bộ phim này là vai gái làng chơi. Và chị cũng có chia sẻ là chị cũng rất là tâm đắc với lại cái vai diễn này. Thật ra là Ngọc Lan là trước giờ là được khán giả biết đến là chị là một diễn viên thực lực, diễn xuất rất là tốt, và đặc biệt rằng là chị có thể hóa thân rất là nhiều dạng vai. Nhưng mà với vai diễn này thì tôi thấy khá là ấn tượng và khá là đặc biệt. Thì không biết rằng là tôi muốn biết xem là chị đã hóa thân như thế nào, và bản thân của chị có áp lực hay là chị có sợ về những cái định kiến của khán giả khi nhận định về cái vai mà chị thủ vai trong bộ phim Mẹ Rơm này không? Tôi cảm ơn ạ. Được trả lời là đây là cái dự án mà sau 2 năm rồi thì em mới tham gia một cái dự án phim truyền hình, và đặc biệt là phim của anh Điền gọi thì em không có dám từ chối. áp lực là tại vì mọi người là tại vì trước đó em cũng đã từ chối một vài dự án của anh Điền rồi, bởi vì rằng là em cũng muốn ngưng cho bản thân mình, em cũng muốn có những cái việc riêng cá nhân của mình, và em cũng muốn làm mới bản thân mình cho từng vai diễn. Thì lần này anh Điền gọi thì em không dám từ chối nữa, tại vì mọi người cũng biết nhân duyên giữa em với anh Điền, thì có bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa là anh Điền đã giúp em đến gần với khán giả hơn qua vai diễn M2, thì em rất là biết ơn anh Điền. Và một lý do nữa em nhận dự án này là vì anh Thái Hòa, vì nghe được đóng chung với anh Hòa thì em rất là mừng, bởi vì em rất là muốn có một cái dự án được hợp tác với anh Hòa và được em học hỏi, và cũng giống như là quan sát cách anh Hòa sống với nhân vật như thế nào, bởi vì đó là cái điều mà em mơ ước mình bản thân mình có thể làm là thật tốt cái vai trò đó. Còn nói về vai diễn Xuân lần này thì cũng là một nhân vật phụ họa cho tuyến chính là tuyến của anh Hòa thôi, nhưng mà đối với em là một cái cơ hội mà em được trải nghiệm một cái nhân vật mà hoàn toàn khác mình ở ngoài. Em đã phải rất là cố gắng từ cái phần mà tư duy cho nhân vật, từ lúc mà bắt đầu, từ cái áo, từ cái tạo hình, em đều bàn rất là kỹ với anh Điền, và mọi người thấy Xuân ở trên màn ảnh là những cái gì đó mà em phải tư duy từ tạo hình, em cũng hỏi ý kiến anh Điền, chị Lan cũng cho em rất là nhiều góp ý. Khi mà mình làm việc được với một đoàn phim mà với đạo diễn thân quen, những người anh chị đồng nghiệp như một gia đình, thật sự là trải nghiệm rất là tuyệt vời sau 2 năm mà quay lại màn ảnh. Còn nói về vai diễn Xuân thì là một cái nhân vật đanh đá, mọi người cũng biết trước, giống như anh Duy nói là cũng khung giờ này từ thứ hai tới thứ sáu, vừa xong bộ phim Bão Ngầm của Hà thì quay cách đây 3 năm rồi, thì đây là một cái màu sắc hoàn toàn khác, và Hà cũng tin rằng là đây là một cái màu trong tất cả những nhân vật mà Hà tham gia sẽ là một cái màu rất là lạ. Rồi.